Chào mừng các bác đến với cửa hàng đồng hồ cổ Vang Vọng. Trên đây thì em đang sở hữu hai chiếc đồng hồ Odo 6-20, chơi được âm thanh của hai bản nhạc. Nhưng một chiếc có giá trị là tầm hơn 20 triệu, một chiếc lại có cái giá trị hơn 80 triệu. Lý do tại sao mà lại có cái sự khác biệt mấy chục triệu như thế? Thì hôm nay em sẽ đi giải thích cho các bác, cũng như là chia sẻ một chút kinh nghiệm để các bác biết một ít về thông tin khi sưu tầm những chiếc đồng hồ Odo máy 10 của thương hiệu Odo các bác nhé. Odo lúc nào cũng được các bác ưa chuộng rất là nhiều, đặc biệt là những chiếc Odo máy 10 chưa được âm thanh của hai bản nhạc. Rồi, đầu tiên về thiết kế thì đây đều là hai chiếc Odo đời 62 thiết kế thùng bè các bác nhé. Đấy, một chiếc sẽ là thiết kế thùng bè bông đào này, một chiếc sẽ là thiết kế thùng cũng là bông bạc, bông đào nhưng được chạm trực tiếp, chiếc còn lại sẽ được thiết kế nổi đính lên. Rồi, về thiết kế thùng thì gần như tương đương nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể xét rằng nó có thể chênh nhau một vài triệu thôi, không đến nỗi chênh nhau mấy chục triệu như thế đúng không các bác? Rồi, chúng ta sẽ đi vào bên trong các bác nhé. Đấy, đi trực tiếp vào bên trong để các bác dễ nhìn. Về thiết kế phần mặt số thì chiếc này sẽ sở hữu một phần mặt số niềng vàng đi với nắp vàng. Còn chiếc này đi với thiết kế mặt nền trắng, niềng trắng đi với nắp trắng. Về giá trị của bộ mặt số này và thiết kế của nắp thì tương đương nhau các bác nhá. Mặt vàng, mặt trắng tương đương nhau, không chênh nhau gì cả. Rồi, đấy, thùng không chênh nhau mấy này, mặt số thì tương đương nhau rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi nghe qua bản nhạc nhá. Vì đây đều là hai chiếc đều sở hữu bản nhạc Westminster. Còn bản nhạc thứ hai nó là cái bản nhạc gì? Bây giờ em sẽ thử cho các bác từng chiếc một nhá. Đầu tiên là chiếc này đi, chiếc mặt trắng trước các bác nhá. Rất là quen thuộc rồi đúng các bác, đây là bản nhạc gai Calenon cùng tiếng chuông điểm giờ kép bình bông. Rồi, chiếc thứ hai chúng ta sẽ là chiếc gì, chơi bản nhạc gì các bác nha. Vẫn là bộ công 121 nhưng đây sẽ là bản gì các bác nha, em thử tuần cho các bác đây. Rồi các bác nhận diện luôn, chiếc này không phải là bản gai, nó là bản nhạc solo và chỉ có tiếng chuông bong thôi đúng các bác. Đấy, rồi chắc chắn ở đây nhiều bác sẽ biết được giá trị khác nhau đúng không các bác. Đấy, khác nhau về bản nhạc sẽ tất nhiên là sẽ khác nhau về quả nô gai, cũng như khác nhau một chút về thiết kế bộ máy đúng không ạ. Rồi, đây sẽ là một chiếc 6-20 solo tầm giá hơn 20 triệu. Còn đây sẽ là một chiếc 6-20 gai bình bong tầm giá hơn 80 triệu. Rồi, thông qua bản nhạc thì cũng chưa đánh giá được gì nhiều đúng không các bác, vì nhiều bác bảo vẫn là bản nhạc như thế, khác nhau mỗi cái phần bản nhạc này, hơn mỗi cái tiếng chuông bính bong thôi, tại sao lại hơn nhau mấy chục triệu. Rồi bây giờ em sẽ tháo bộ máy ra để các bác chiêm ngưỡng và cùng phân biệt tiếp các bác nhé. Và đây là bộ máy của hai chiếc đồng hồ các bác nhé. Đầu tiên đây là bộ máy của chiếc đồng hồ chơi bản nhạc solo 6-23 bách hoa dâu. Rồi, chiếc bản gai cũng là đời 6-23 bách hoa dâu, không khác gì nhau đúng không các. Rồi, điểm khác nhau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu điểm khác nhau nha. Với bản solo chúng ta sẽ có những cái phần quả nô gai xếp như này các bác nha. Đấy, những cái nô gai xếp này tạo từng nốt một xếp vào để tạo hình và tạo nên tiếng chuông của bản Westminster cũng như là bản
Sodo, đúng các bác. Đấy, kỹ thuật của gai này rất là đơn giản đúng các bác. Nhưng đây đối với bản gai bình bong, chúng ta sẽ có hẳn một quả nô gai này các bác này. Hẳn một quả nô gai nhá. Với những cái nốt gai nhạt được cố định tạo định hình chuẩn xác từng mm một để tạo nên cái tiếng chuông của hai bản nhạc, có bản Westminster và bản gai. Và chỉ có những chiếc ô tô máy 10 bính bom mới có quả nô gai như này các bác nhá. Các bác hình dung kỹ cho em nhá. Chỉ đấy, chỉ có những chiếc máy 10 zin của thương hiệu ô tô. Rồi, tiếp theo đó, đối với bản gai chúng ta sẽ thêm một cần bính nha các bác này. Đấy, bính này vẫn là đầu 4 đầu búa nhưng đã được chia ra nhá. Một cần bính và ba cần bo, bính bo. Còn đối với bản máy 8 hay là máy 10 Soto, chúng ta cũng chỉ có 4 đầu búa này, bong bong như nhau thôi. Đấy, và các bác hình dung kỹ nhá. Đấy, nó sẽ khác biệt nhau giữa một chút về thiết kế của Nogai trên bản gai Canelon và bản Soto này. Sau đó là khác biệt về cần bính bom. Đấy, những chiếc bính bom thì cực kỳ là ít có và giá trị nó cực kỳ là cao. Đòi hỏi cái sự nguyên bản, 100% là phải nguyên bản các bác nhá. Và trong câu chuyện hiện tại ở đây cũng có một số chiếc Odo 627 bính bom nhiều bác mua rất là rẻ. Đôi khi nó chỉ hơn chiếc Soto này một chút thôi. Thì các bác cũng phải đặt ra cho em một câu hỏi, tại sao một chiếc Soto tầm giá như này mà một chiếc bính bom nó lại giá lại ngang ngang, nó chỉ chênh nhau vài triệu như thế. Đúng ạ, đấy, khác nhau này. Vì đôi khi một chiếc Soto nhá, nó đã đời máy 10 rồi, chạy cót máy 10, có kích thước của Nogai tương tự rồi. Nhiều bác mua máy này về. Đấy, mua của Nogai thiết kế tại Việt Nam này. Đấy, cần bính thiết kế tại Việt Nam này, các bác cái nắp thêm vào. Đấy, các bác cái chỉnh sửa trong bộ máy một chút, các bác nắp thêm vào. Đấy, rồi các bác cái đổi gông đi, mua gông khác này. Đấy, các bác nắp vào và bán chỉnh lên. Thì nhiều bác thực ra không thể phân biệt hết được là tại sao đây là hàng zin, đây là hàng nâng độ chế. Đôi khi là đây, máy ô tô đây. Đấy, cót máy 10 ô tô đây, đúng ạ. Đấy, cót máy 10 ô tô zin các bác nhá. Đấy, máy 10 này, nó là đời máy 10 đấy. Nắp thêm quả lô gai vào, nhiều bác không nhận biết ra được. Nên đôi khi là cái giá trị nó cũng đi theo cái việc nâng độ chế, nó cũng giá trị nó cũng khác đúng không ạ? Đấy, tùy các bác thôi. Một số bác chấp nhận, ừ thôi, tặc nữa là thôi chơi hàng nâng độ chế đi. Nhưng đã xác định chơi đồng hồ bấm cổ, em vẫn mục một tiêu chí này, của nào tiền đó, đúng các bác. Đấy, mình mới chơi máy 10 bính bom, nó có giá trị riêng của nó đối với những hàng zin nhá. Có giá trị của nó sau này chuyển đổi nó khác. Đối với hàng nâng độ chế thì thực sự là chơi vẫn được, nhưng nó không phải là nguyên bản, nó đã sửa chữa thay thế rồi các bác ạ. Rồi tùy các bác định hướng thôi các bác nhá. Đấy, trong video này em chủ yếu này em giới thiệu cho các bác để các bác biết phân biệt là tại sao một chiếc 620 cùng là 620 nhưng lại có cái giá trị chênh nhau mấy chục triệu như thế. Nó là như thế các bác nhá. Đấy, sự khác biệt rất là rõ nét. Chiếc này sẽ là 10 gông 10 búa và chiếc này chỉ là 6 10 búa, 6 gông, đặc trưng đời số đô. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ kinh nghiệm của đồng hồ vang vọng.